Đây là nơi quyết định các vấn đề quan trọng bậc nhất của đất nước. Là một công trình hành chính có quy mô lớn và hiện đại nhất Việt Nam, đại diện cho cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Công trình này mang tên Tòa nhà Quốc hội Việt Nam. Mất tới 15 năm để hoàn thành kể từ khi phôi thai ý tưởng. Công trình được lấy cảm hứng từ sự tích bánh chưng bánh dày đậm chất truyền thống văn hóa Việt, thiết kế thành hai khối. Mặt bằng chính hình vuông, tượng trưng cho đất, có diện tích lên tới hơn 1 hecta mỗi sàn. Ôm lấy phòng họp chính hình tròn ở giữa, tượng trưng cho trời. Và ngay tại vị trí mà tôi đang đứng, chính là nơi đón tiếp các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo cấp cao trên toàn thế giới. Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên, Canada, Pháp. Tất cả các nghi thức đón tiếp lãnh đạo cấp cao đều được diễn ra tại 2.900m2 của sảnh chính Tòa nhà Quốc hội Việt Nam. Và ngay phía trên đầu tôi chính là nơi quan trọng nhất của Tòa nhà Quốc hội. Đây là chiếc đèn pha lê có trọng lượng lên tới gần 5 tấn. Với hệ thống 4.500 đèn LED công suất lớn, tỏa ra sự uy nghiêm nhưng không hề khô cứng, được gắn ở phía trên trần nhà của Hội trường Diên Hồng, nơi diễn ra các phiên họp toàn thể của Quốc hội Việt Nam. Cái tên Diên Hồng được lấy cảm hứng từ hội nghị dân chủ đầu tiên của nước ta diễn ra vào thời nhà Trần. Lúc đó, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông đã triệu tập các phụ lão trong cả nước để lên chiến lược chống lại sự xâm lược của quân Nguyên Mông lần thứ hai. Các phụ lão lúc ấy chính là hình ảnh sơ khai nhất của các đại biểu quốc hội thay mặt nhân dân quyết định những vấn đề liên quan đến vận mệnh của đất nước. Và cứ mỗi năm hai lần, gần 500 vị đại biểu trên cả nước lại cùng ngồi ở đây để bàn hướng phát triển và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Các bạn có nhận thấy được một điều đặc biệt rằng 575 chiếc ghế tại đây đều được xếp thẳng hàng, tăm tắp, không một chút sai sót nào hay không? Và lý do chính là đây là chiếc ghế dành riêng cho các đại biểu quốc hội. Nó có thể lùi về phía sau 15cm, xoay 360 độ nhưng không hề gây ra bất kỳ tiếng động nào để đảm bảo sự nghiêm trang cho các phiên họp. Và khi thả tay ra, nó sẽ tự động trở về vị trí cũ. Bên cạnh những chiếc ghế đặc biệt, trên bàn của đại biểu quốc hội còn được trang bị hệ thống thiết bị hiện đại mà quan trọng nhất chính là tổ hợp phím biểu quyết với 3 nút không tán thành, không biểu quyết, tán thành để các đại biểu bày tỏ chính kiến, biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của quốc hội. Tuy nhiên, để có thể sử dụng hệ thống thiết bị điện tử trên bàn, mỗi đại biểu quốc hội cần phải cắm thẻ đại biểu điện tử của mình vào khe cắm thẻ. Mỗi một đại biểu quốc hội sau khi trúng cử sẽ được phát cho chiếc thẻ này. Trên thẻ tích hợp đầy đủ các thông tin của đại biểu, khi đi họp, đại biểu chỉ cần mang theo thẻ. Ngoài ra, mỗi đại biểu sau khi trúng cử còn được phát kèm một huy hiệu đại diện cho mỗi khóa quốc hội, cùng với một thẻ đại biểu phiên bản giấy như chiếc chứng minh thư xác minh rằng tôi là đại biểu quốc hội. Bạn có biết Tòa nhà Quốc hội của Việt Nam là tòa nhà quốc hội duy nhất trên thế giới sở hữu tới 2 tầng hầm khảo cổ học được phát hiện và đưa vào sử dụng cho mục đích tham quan hay không? Khu trưng bày di tích di vật dưới tầng hầm nhà quốc hội có độ sâu dưới mặt đất từ 7 đến 13 mét với tổng diện tích khoảng 3.700 m2, trưng bày hơn 400 di vật và gần 10 di tích trải dài từ thời Tiền Thăng Long đến thời Thăng Long. Được các nhà khảo cổ học phát hiện và lưu giữ trong quá trình khai quật tại khu vực này. Với những thủ pháp và kỹ thuật trưng bày bảo tàng hiện đại tiên tiến nhất, hiện nay, các đoàn khách có nhu cầu tham quan khu vực này có thể đăng ký với Văn phòng Quốc hội qua hệ thống đăng ký trực tuyến tại website tham quan.quốc hội.vn. Ai sẽ đại diện cho quyền lợi của mỗi chúng ta đưa ra những quyết định quan trọng của đất nước tại tòa nhà này trong 5 năm tới? Tất cả đều phụ thuộc vào lá phiếu của các bạn trong ngày bầu cử 23 tháng 5 sắp tới.